Saber có rất nhiều hình dạng Wonder Eye Book được tổng hợp do anh ta có khả năng sử dụng 3 quyển sách. Mình chỉ đưa ra hai form tiêu biểu cho hình dạng này, đó là form tam hợp đầu tiên khi kết hợp giữa rồng, nhím cũng như Peter, và form thứ hai Wonder Combo của chính Saber, rồng, chim ưng cũng như khỉ thôi nhá. Combo 3 sách đầu tiên của Saber trong trận chiến của anh, vệ tinh Magic sở hữu sức mạnh của thằng lằn da trơn, hắn ta liên tục hấp thụ cũng như tái sinh. Saber và Black không thể nào dứt điểm hoàn toàn được hắn, nảy ra ý định tập hợp sức mạnh từ 3 quyển sách lại với nhau để tạo ra nguồn sức mạnh cực lớn. Anh đã tận dụng sức mạnh của 3 chiếc Wonder Book chẳng liên quan gì tới nhau, rồng, nhím và Peter. Tạo hình của Firm với phần nhím là gương mặt nằm trên phần thân của anh, đôi chân được điểm tô bằng những chi tiết gai, phần đầu của anh phần gai nhọn của nhím. Bên phần Peter là đôi cánh cũng như phần móc câu đặc trưng của hình dạng Peter, một hình dạng mà anh vẫn chưa quá thuần thục. Khi kết hợp cả ba, sức mạnh của anh đã tăng vọt và đánh áp đảo Salamander Magic, đúng với tên gọi những Wonder Eye Book, và khi kết hợp loạn xạ lại với nhau, chúng tạo ra một combo dứt điểm cực kỳ lạ mắt. Một nàng tiên từ quyển sách Peter bỗng hiện ra với những cơ bắp cuồn cuộn, con rồng Ray Ragon thổi ngọn lửa vào nàng tiên, khiến nàng tiên bằng chiếc dây của Peter. Nàng tiên lao tới kẻ thù, ra một đòn đô vật cực mạnh đè chặt hắn xuống đất, với những chiếc gai nhọn của nhím bộc phát sức mạnh từ bên trong của kẻ thù, khiến hắn vỡ tung. Đòn tất sát thứ hai nghiêm túc hơn, sức mạnh của Peter sẽ vô hiệu hóa kẻ thù. Năng lượng Ray Ragon truyền thụ vào thanh hỏa kiếm, anh đâm mạnh xuống đất tạo ra một con rồng lửa tấn công kẻ thù, sau đó phát nổ chúng với sức mạnh của nhím.